Vô thành là mấy bữa nay thì bận quá cho nên là không có giờ để làm hướng dẫn cho anh em. Thì bữa nay cũng sẽ chia sẻ với anh em một cái chủ đề mà mình nghĩ là cũng có nhiều anh em quan tâm. Đó chính là khi mà anh em lên YouTube hoặc là lên Facebook, anh em xem clip của nước ngoài hay Việt Nam quay, thì anh em bắt gặp một cái chick mà anh em thích quá, bây giờ không có tên đó, đi hỏi thì sợ mấy anh chửi đó. Thì clip hướng dẫn thì cũng không biết là có hay không, mà nhiều khi không có luôn, chưa có ai dạy đó. Thì mấy người hồi xưa tại sao người ta lại tập được mà người ta không có cần xem clip hướng dẫn đó. Thì bữa nay mình sẽ chia sẻ một số những cái gọi là cái mẹo đó, để mà có thể nhìn qua một cái chiếc mà mình có thể phân tích được là cái chiếc đó nó sẽ được tập như thế nào, mình cái cách tập cái chiếc đó như thế nào đó. Thì mình sẽ chia sẻ cái vấn đề này. Nếu các bạn cảm thấy hay, nhớ like, share và subscribe, bấm vào nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất từ cái kênh của mình. Cái mẹo thứ nhất đó là trước khi tập chúng ta cần phải xác định được cái vị trí của bút. Vị trí thì nó sẽ bao gồm có hai cái nhỏ hơn, đó chính là vị trí trên bút và vị trí trên tay. Vị trí trên tay tức là chúng ta phải xem xét xem là cái cây bút nó bắt đầu từ ngón nào và nó kết thúc ở ngón nào. Ví dụ như đây mình làm là Sonic thì nó sẽ trông như này đó, thì chúng ta nhìn bằng mắt là chúng ta đã biết được là cây bút nó đi từ hai ngón này lên hai ngón này đó. Nó đi như thế nào thì chúng ta chưa cần quan tâm tới, chúng ta chỉ cần xác định được ba cái ngón này là ba cái ngón thực hiện cái chiếc đó. Vậy là chúng ta sẽ cố gắng, chúng ta tập trung lực nhiều vào ba cái ngón này đó để làm được cái chiếc Sonic này. Vị trí trên bút thì nó sẽ tương đối là nó phải phụ thuộc vào cái tư duy logic, tại vì nhiều cái chiếc là mình cầm như thế nào cũng được, nhưng mà cũng có một số những cái chiếc là chúng ta cầm sai là chúng ta sẽ không có làm được luôn đó. Ví dụ như là mình làm Sonic thì mình cầm ở đầu này mình làm được, mình cầm ở đây mình làm vẫn được, mình cầm ở giữa mình làm vẫn được, nhưng mà khi mà mình làm Twisted Sonic Bus thì khi mà mình cầm ở đây mình làm rất là bình thường, nhưng mà khi mà mình cầm ở đây như thế này thì cái việc thực hiện nó sẽ khó, rất là khó khăn và có thể là nó không có làm được luôn đó. Vậy là chúng ta phải phụ thuộc vào cái tư duy logic, chúng ta phải nhìn bằng mắt làm sao mà chúng ta nhận biết được cái vị trí cầm của cái người mà người ta đang quay đó. Khi mà người ta quay nhanh thì rất là khó để mà nhận ra được, cho nên là chúng ta phải nhìn cho nó kỹ, hoặc là chúng ta phải tự chúng ta suy nghĩ làm sao mà cầm như này là chắc chắn là sẽ không qua được rồi, mình sẽ cầm ngược lại đó, kiểu như vậy. Cái mẹo thứ hai đó là chúng ta phải xác định được là cái bút nó quay trên tay trong thời gian bao lâu. Ví dụ như là mình có hai chiếc như này thì các bạn nhìn nó cũng na ná nhau, nhưng mà thực ra cái đầu tiên là thumb around, còn cái thứ hai đó là thumb spin đó. Thì chỉ cần lệch nhau có một vài khoảnh khắc thôi mà nó là hai cái chiếc khác nhau rồi, cho nên là phải để ý cho nó kỹ, nếu mà không thì sẽ bị nhầm từ cái chiếc mà mình đang muốn tập sang một cái chiếc khác. Cái mẹo thứ ba đó là khi mà chúng ta bắt đầu tập một cái chiếc nào đó thì chúng ta cần phải xác định cái quỹ đạo của nó trước. Thì để làm tốt được cái chuyện này chúng ta cần phải có một cái kỹ năng, đó gọi là kỹ năng nắm bắt chuyển động. Ví dụ như là ở đây mình có một cái trái banh đó, nhìn nó hơi tục, nhưng mà ví dụ như là trái banh thì mình sẽ tưng nó như này như này như này đó, thì các bạn phải biết được cái quỹ đạo nó sẽ đi như này. Và ví dụ mình tưng như này như này như này thì các bạn phải phân biệt được hai cái quỹ đạo nó khác nhau, đó gọi là cái kỹ năng nắm bắt chuyển động. Vận dụng cái kỹ năng đó vào quỹ bút, ví dụ như là đây mình có là Sonic đó và Pass, thì hai cái này bạn nào mà chơi lâu rồi thì có thể là nhận ra được là nó không có giống nhau, nhưng mà mấy bạn mà mới chơi thì rất là thường hay lộn hai cái này đó. Mấy bạn làm thêm một cái link cây mẫu hay cái gì đó mấy bạn gửi cho mình đó, cái này là có thiệt chứ không phải là không có. Mấy bạn gửi cho mình, mấy bạn hỏi là làm vậy thì đúng chưa, nhưng mà mình nhìn thì mấy chỗ mà người ta là Sonic thì mấy bạn lại đi pass lên đó thì nó đâu có đúng. Hay là mấy cái link cây mà mình hướng dẫn trên YouTube đó, mấy bạn là nói là mấy bạn làm được rồi, mình cũng hỏi là đâu gửi anh coi thử đó, gửi qua coi thấy đâu giống gì đâu. Đó là cái kỹ năng mà nắm bắt cái chuyển động của mấy bạn nó chưa có tốt đó. Thì ví dụ như là mấy bạn gửi cho mình một cái clip, mình nhìn qua là mình biết là các bạn làm đúng hay làm sai liền, tại vì là mình nhìn thấy cái clip mẫu với lại cái clip mà mấy bạn làm cái chuyển động đâu có giống đâu. Rõ ràng là mình không cần biết các bạn làm sai chi tiết cụ thể trông như nào từng cái nhỏ nhỏ, mình chưa cần chỉnh tới cái đó, mình chỉ cần nhìn cái chuyển động cái quỹ đạo của cây bút á, nó đi mà nó sai là mình biết nó sai rồi, nó đâu cần coi tới mấy cái kia nữa. Thì đó là ba cái mẹo mà mình chia sẻ với các bạn để mà các bạn có thể tập được một cái chiếc khi mà các bạn không có tên, các bạn không có hướng dẫn, thì các bạn có thể dựa vào thứ nhất đó là cái vị trí ngón tay và vị trí trên bút, thứ hai đó là cái thời gian thực hiện cái chiếc đó trong vòng bao lâu, thứ ba đó là cái quỹ đạo nó sẽ đi như nào. Đó, ba cái này là chúng ta đã có thể tập được rồi, và đương nhiên là chúng ta phải cần phải kiên trì nữa. Tức là các bạn phải tập ít nhất cũng phải là vài ngày hoặc là có khi là vài tuần vài tháng đó. Chứ không có nào mà nhiều bạn tập mới 1-2 tiếng mà đã nhắn tin cho mình nói em tập 2 tiếng rồi chưa được đâu.
Mình cũng không biết nói gì luôn. Ok, thì cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Sắp tới, sắp tới thì nếu mà cảnh rảnh thì mình mới làm hướng dẫn được cho các bạn. Còn tại vì bây giờ mình đang khá là bận, cho nên là có thể là clip hướng dẫn thì mình sẽ ít làm hơn lúc trước. Ok, thì nếu các bạn cảm thấy hay thì nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau.